Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Ajax muốn đón Van der Beek trở lại. Mbappe trở lại đội hình của PSG, không bị bán trong mùa hè. MU chính thức đạt thỏa thuận cá nhân Amrabat. Chấn thương của Ronaldo trở nên đáng lo lắng. Ajax muốn đón Van der Beek quay trở lại. Tiền vệ Donny van de Beek đang đối mặt với tương lai u ám tại MU và Ajax thì muốn đón anh quay trở lại câu lạc bộ vào mùa hè này. Cầu thủ người Hà Lan gia nhập MU năm 2020 với giá là 39 triệu được kỳ vọng sẽ là nhân tố quan trọng giúp đội bóng gặt hái thành công. Thế nhưng van de Beek đã trải qua 3 năm ác mộng tại Old Trafford với vỏn vẹn 60 lần ra sân cho câu lạc bộ, đóng góp 2 bàn cùng với đó là 2 đường kiến tạo. Theo báo chí nước Anh, Ajax muốn đón van de Beek trở lại câu lạc bộ theo dạng cho mượn ở mùa hè năm 2023. Dù vậy, Quỷ Đỏ không muốn cho tiền vệ 26 tuổi ra đi theo dạng mượn mà muốn bán đứt anh nhằm thu về một khoản phí chuyển nhượng. Ajax được cho là không thể đáp ứng yêu cầu này của Quỷ Đỏ. Trước khi cập bến MU, van de Beek trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Ajax và có 5 mùa thi đấu cho đội 1. Anh thi đấu ấn tượng, góp sức giúp đội nhà giành 3 danh hiệu gồm giải vô địch quốc gia Hà Lan, cúp quốc gia Hà Lan và Johan Cruyff. Ở mùa 2021-2022, Van der Beek từng được MU đem cho Everton mượn nhưng thi đấu không mấy thành công. Ở tour du đấu hè 2023, Van der Beek thi đấu tương đối ổn định nhưng không có gì đảm bảo anh sẽ nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Ten Hag mùa này. Hiện tại, De Beek còn hợp đồng với MU đến năm 2025, được trang Transfermarkt định giá 13 triệu, tức là chỉ bằng 1/3 so với những gì mà Quỷ Đỏ chi ra chiêu mộ anh cách đây 3 năm. Mbappe trở lại đội hình của PSG, không bị bán trong mùa hè. Kylian Mbappe đã được trở lại tập luyện với đội 1 của Paris Saint-Germain dù anh phải ngồi ngoài ở trận giao quân của nhà vô địch do chưa chịu ký hợp đồng mới. Tiền đạo người Pháp trong 2 tuần qua đã gây tranh cãi dữ dội khi không gia hạn hợp đồng với PSG khiến anh bị loại khỏi đội 1. Mbappe không có tên trong danh sách tham dự trận hòa không bàn thắng của PSG với Lorient vào ngày khai mạc mùa giải. Ông lớn của Pháp đang hy vọng anh sẽ ký hợp đồng mới ngay từ bây giờ nhằm giúp họ bảo vệ các mục tiêu lớn. Mới nhất, Mbappe đã được phục hồi trở lại đội hình tập luyện đội 1 của PSG với thông tin nội bộ khẳng định sẽ không ra đi ngay trong mùa hè này. Tiền đạo đội trưởng đội tuyển Pháp trong những ngày qua bị buộc phải tập luyện với những kẻ nổi loạn của PSG khi rời khỏi đội hình chính sau những lần từ chối ký gia hạn. Với hợp đồng hiện tại của anh chỉ còn chưa đầy 1 năm. Tuy nhiên, Mbappe đã trở lại tập luyện cùng với đội 1 vào sáng Chủ nhật và Telegraph đưa tin rằng anh sẽ không ra đi vào mùa hè này, với sự lạc quan ngày càng tăng từ câu lạc bộ về việc anh sẽ ký một hợp đồng mới. Điều này có nghĩa là Mbappe không trở thành cầu thủ tự do sau 1 năm nữa. Một thông báo từ PSG có nội dung: sau các cuộc thảo luận rất tích cực và mang tính xây dựng giữa Paris Saint-Germain và Mbappe trước trận đấu giữa PSG, cầu thủ này đã trở lại đội hình tập luyện sáng nay. Ngôi sao người Pháp đã không tham gia chuyến du đấu châu Á trước mùa giải của PSG và từng có ý kiến cho rằng anh sẽ bị loại khỏi đội hình chính trong tương lai gần. Tuy nhiên, Mbappe đã tham gia tập luyện bình thường quay trở lại, bao gồm những cầu thủ không thi đấu nhiều trong trận đấu gặp Lorient. Đầu mùa hè này, Mbappe đã từ chối cơ hội gia nhập Al Hilal sau khi đội bóng của Ả Rập Xê Út đưa ra mức giá kỷ lục thế giới là 259 triệu. Đã có những gợi ý rằng Mbappe có thể gia nhập Real Madrid với tư cách là cầu thủ tự do vào mùa hè tới, nhưng PSG mong muốn tránh một kịch bản như vậy để họ có thể nhận được một khoản phí đáng kể cho anh. PSG đối mặt với Toulouse vào cuối tuần tới và vẫn còn phải xem liệu Mbappe có tham gia trận đấu đó hay không, nhưng không thể phủ nhận đoàn quân của tân huấn luyện viên Luis Enrique đang nhớ Mbappe khi họ không thể ghi bàn vào lưới của Lorient. Nhận được kiếp vô địch, PSG thậm chí còn suýt thua đội khách mùa giải trước xếp hạng 15 sau một tình huống bóng đầu cột dọc. Trong khi đó, Neymar có thể rời PSG trong bối cảnh có những thông tin về việc Al Hilal muốn ký hợp đồng với anh và mới đầy nhất, Messi đã gia nhập Inter Miami. Những điều này khiến cho PSG kém hiệu quả hơn trong tấn công so với trước đây. Họ đã mang về Ousmane Dembele từ Barcelona và nếu như Mbappe quay trở lại, thì mọi chuyện sẽ còn được cải thiện hơn nữa. MU chính thức đạt thỏa thuận cá nhân với Amrabat. Nguồn tin từ MU FC Realist TV khẳng định Sofyan Amrabat sẽ hưởng mức lương thấp tại Manchester. Sau khi hoàn tất thương vụ Rasmus Højlund, Manchester United coi Sofyan Amrabat là mục tiêu hàng đầu cho vị trí tiền vệ phòng ngự. Trước đó thì ưu tiên của họ là tiền đạo mới nên họ tập trung đàm phán chiêu mộ Rasmus Højlund. MU được cho là đã bắt đầu triển khai thương vụ này, ký giả Rimono khẳng định Amrabat rất háo hức được chuyển đến Old Trafford khi ở Quỷ Đỏ sẽ có lợi cho việc đàm phán với Fiorentina. MU tự tin sẽ hoàn tất chữ ký của Amrabat trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại. Lúc này chỉ cần MU đáp ứng mức giá là thương vụ được thông qua. Dù vậy, chắc chắn Amrabat khó tưởng mức đãi ngộ cao khi tới Anh chơi bóng. Nguồn tin từ MU FC Realist TV khẳng định Amrabat đã thỏa thuận cá nhân với Man United. Ở đó anh kiếm được khoảng 3,8 triệu bảng mỗi mùa, tức khoảng 75.000 bảng mỗi tuần, cơ số tương đối khiêm tốn. Vài ngày gần đây, tiền vệ 26 tuổi được 3 hoặc 4 lời đề nghị từ Ả Rập Xê Út, Liverpool và Bayern Munich, nhưng anh khẳng định chỉ muốn khoác áo Man United. Chấn thương của Ronaldo trở nên đáng lo lắng.
Cristiano Ronaldo phải lên xe cáng cho trận chung kết giải vô địch các câu lạc bộ Ả Rập Xê Út sau khi ngôi sao người Bồ Đào Nha lập cú đúp mang về chiếc cúp đầu tiên cho Al Nassr. Tỷ đạo 5 lần giành quả bóng vàng Cristiano Ronaldo đã ăn mừng danh hiệu lần đầu tiên của mình kể từ khi gia nhập Al Nassr. Mặc dù anh rời trận đấu trên cáng sau khi bị chấn thương, Al Nassr lội ngược dòng trước đối thủ lớn Al Hilal để giành cúp vô địch các câu lạc bộ Ả Rập Xê Út nhờ hai bàn thắng của siêu sao người Bồ Đào Nha. Nhưng điều hạnh phúc của anh không trọn vẹn bởi một chấn thương muộn khiến anh phải rời trận đấu sớm hơn dự kiến. Khi trận đấu còn 5 phút trong hiệp phụ, Ronaldo đã ôm đùi trái và không thể hoàn thành phần còn lại của trận chung kết. Anh buộc phải rời trận đấu trên một chiếc cáng có động cơ, trông có vẻ đau khổ khiến đồng đội Al Nassr lo ngại rất nhiều về thần tài của họ. Tuy nhiên, cầu thủ 38 tuổi đã gắng gượng trở lại tham gia lễ ăn mừng của đội khi giành được chiếc cúp bạc đầu tiên mà Ronaldo được đếm trải kể từ khi chuyển đến Trung Đông. Al Hilal đã sớm giành được lợi thế trong trận đấu khi tiền vệ người Brazil Michael mở tỷ số ở đầu hiệp 2 trước khi Ronaldo nóng máy. Lần đầu tiên anh gỡ hòa cho Al Nassr ở phút 74 và suýt giải quyết trận đấu bằng một bàn thắng muộn nhưng bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị. Trận đấu bước sang hiệp phụ và Ronaldo lại là tác giả của bàn thắng cuối cùng tại phút 98. Các pha lập công tại trận đấu ở là biểu tượng người Bồ Đào Nha trở thành vua phá lưới của giải đấu với 6 bàn thắng. Đồng thời anh cùng đồng đội giành được chiếc cúp đầu tiên sau khi gia nhập câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út vào đầu năm nay. Các cầu thủ Al Nassr đang hy vọng không có hậu quả lâu dài của chấn thương đã buộc Ronaldo phải rời sân trước khi trận đấu kết thúc. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Ronaldo ở làng bóng Trung Đông thuộc châu Á cho đến nay vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Rất nhiều nguồn dư luận cho rằng tiền đạo 38 tuổi người Bồ Đào Nha đã hết thời mới gia nhập Ả Rập Xê Út. Cựu trung vệ của Man Đỏ Ferdinand thì không nghĩ như vậy. Tôi thấy tức giận khi một số bình luận tiêu cực về quyết định của các cầu thủ bóng đá. Bạn không thể áp dụng các quy tắc cho họ phải như thế này, như thế khác. Từ khi Ronaldo đến tới vùng vịnh, tôi thấy người ta nói rất nhiều về điều tiêu cực. Thật lạ lùng vì tôi chưa từng nghe một bình luận tiêu cực nào về việc Beckham đến Mỹ hay Messi đến Mỹ. Nhưng bạn nhận được rất nhiều thông tin tiêu cực khi Ronaldo đến với Ả Rập Xê Út. Đây là điều sai trái và lấy ra các cầu thủ làm tiêu chuẩn cho mọi thứ là không công bằng. Đưa ra một quan điểm khác về vấn đề này, cựu thủ Anh Joe Cole nói: "Chúng ta phải bảo vệ bóng đá, bảo vệ cầu thủ. Bất cứ nơi đâu có chế độ đãi ngộ nhân tài thì bất kỳ ai cũng có thể đến. Bạn không thể muốn lịch sử và đấy là điều khiến mọi người yêu thích bóng đá." Kể từ khi Ronaldo chuyển sang Al Nassr vào tháng 1, một số ngôi sao nổi tiếng đã gia nhập giải đấu bao gồm đương kim của bóng vàng Karim Benzema, Sadio Mane, Mahrez và con số của những cầu thủ giỏi đến với Ả Rập Xê Út chưa dừng lại ở đây. Bản tin bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!